bò gốc. Đây lại là khủng long giang ma đây, 725 đầu mới của giang ma, máy lớn nữa nè. Đồng này đồng thường thớ hậu hồng ngự đồng tháp nha các bạn. Con này đang sớ khô, mà không biết ở đây là người ta sớ vụ ba hay là sớ ngâm lũ nữa, mình cũng chưa có hỏi. Khiếp lắm, khiếp với cà bồ á, bởi nó bự ghê hồn luôn. Trời muốn mưa nữa rồi. Con này thì 72 BS, có nghĩa là 71 ngựa đó. Bít tông 98, 4TNV98, mã của máy, mã đầu máy 98 là số bít tông luôn đó. 4T là 4 máy thẳng hàng. NV thì không biết nó là cái gì. Trời ơi, chuyện nữa rồi má ơi. Không hay chút nào. Dở quá, dở cái đèn trước rồi, thuốc ở dưới. Con là đi gai cao luôn. Con hôm trước mình quay số nước này không có gai cao, gai thường. Gai cao này mình quay đầu tiên được ở con 74704K của Kubota đập bờ. Con này đấy, thấy sớ cũng khỏe ghê đó, già này chắc già 2m3 rồi. 3 phu bì. Ông sớ chắc 2m02 hoặc 2m chẳng. Đó các bạn, nó chơi cái carbo nó ăn vàng cỡ đó đó. Bởi nhìn con máy quá bè, quá khủng luôn. Con này nãy thông số lớp mình soi không được rồi, quá bùng rồi. Nó đủ bộ đó, con này mà đủ bộ sớ khô sớ nước rồi đó nha. Còn đắp bờ thì chưa thấy, đắp bờ với cuốn gom trang cái gì ủi cũng chưa nữa nè. Cao này là của Trung Quốc nha các bạn. Có đã. Đè đúc ghê luôn. Con này thì không có trục bô. Mình tìm thông số thì không thấy. Người có nghe bạn đó, người ta xài rồi, ta nói không có trục bô luôn. Mấy con này thì nặng đít. Nó hồi sớ thấy cũng khỏe ghê luôn. Kìa con nó be kìa. Lỗ mũi giữa. Muốn mưa rồi, tranh thủ quay cái này xong là nghỉ mới được. Có cầu thang luôn.
sớ sợi vuông à. Bò gốc bị lẻ do bị lẻ và nó ăn khúc đó sớ nãy giờ. Con này ở đây mình không biết được mấy con, mà Tân Hồng bến thì nghe có hai con ở đây, thằng thứ hậu ở hậu của Hồng Ngự rồi. Đã sao đã hoài trời, chuyển sang từ phê mới được. Bác Tài nói 4 số sớ nha các bạn. Tâm tới tâm lùi là 8 số chạy. Con nào bè cỡ đó, đó. Bên kia có hai bà con dinh đê đó kìa, mà mưa chắc mình quay không kịp quá. Mình cũng ít có chịu làm phiền bất tài lắm, cho nên mình không có quay cận cảnh với cái lúc người ta nghỉ đó, mình cũng không có quay nhiều nữa, để cho người ta nghỉ. Vô quay là phải hỏi rồi. Do cái lúc mình quay mình đó chưa biết là người ta có chịu cho quay hay không nữa, vừa bụng hay không nữa, bởi không có dám đòi hỏi nhiều hoặc là mình hỏi nhiều nữa. Chưa gai cao, gai cao đi đường nhựa dắt nó tưng quá, cập vô cập ấy. Nãy quên hỏi là ở đây người ta sớ vụ ba hay là sớ ngâm lũ. Sớ cũng phải ghe đó nha các bạn, theo đánh giá của mình thôi, nhưng mà chuyên môn thì các bạn đánh giá tiếp.